Trận đấu giữa tuyển Anh và Malta trên sân Wembley ngày 17 tháng 11 kết thúc với chiến thắng 2-0 nghiêng về đội chủ nhà dù không thi đấu thuyết phục. Bàn thắng đầu tiên đến từ pha phản lưới nhà của Enrico Pepe, phút 8. Sau đó Harry Kane ghi bàn ứng định tỷ số ở phút 75. Dù đã chắc chắn giành suất vào vòng chung kết, màn trình diễn của tuyển Anh vẫn khiến người hâm mộ cảm thấy thất vọng vì thiếu sự quyết tâm và động lực. Đội hình của huấn luyện viên Gareth Southgate không có sự góp mặt của Jude Bellingham do chấn thương, chơi thiếu nghiêm túc và thiếu sức sống. Điểm nhấn đáng chú ý trong hiệp 1 là tình huống ăn vạ của Kane dẫn đến một tấm thẻ vàng. Trong hiệp 2, sự thay đổi về người của Southgate mang lại chút sức sống mới cho đội nhà, nhưng không đủ để xua tan bầu không khí chán chường trên khán đài. Cổ động viên của tuyển Anh thể hiện sự không hài lòng của mình bằng cách cấp máy bay giấy và ném xuống sân. Màn trình diễn kém cỏi của tuyển Anh càng trở nên rõ ràng khi trận đấu kéo dài đến 6 phút bù giờ và nhiều khán giả rời sân sớm. Một số điểm sáng như pha kiến tạo của Bukayo Saka và pha ghi bàn của Rai bị hủy vì lỗi việt vị, nhưng không đủ để thay đổi cảm nhận chung về trận đấu. Cuối cùng, dù là chiến thắng, nhưng màn trình diễn của tuyển Anh khiến người hâm mộ cảm thấy lo lắng về phong độ của đội tại các trận đấu sắp tới.